Ngày 7 tháng 3, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 7 đối tượng thu giữ nhiều phương tiện tang vật có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô liên tỉnh thông qua hình thức bán số lô số đề qua mạng xã hội với tổng số tiền giao dịch gần 500 triệu đồng. Trước đó, Công an thành phố nhận được nội dung trình báo của một bị hại, thường trú tại phường Ngọc Trạo là trong quá trình sử dụng Facebook, thấy có người đăng tải nội dung liên quan đến việc cho số lô, số đề trúng thưởng với cam kết chính xác tới 100%. Người này đã liên hệ với đối tượng sử dụng Facebook trên và được các đối tượng hướng dẫn chuyển số tiền 141 triệu 200 nghìn đồng qua số tài khoản chúng cung cấp và được chúng cho số lô số đề nhưng không trúng. Sau đó, các đối tượng này đã chặn Facebook và cắt mọi liên lạc. Công an thành phố Thanh Hóa đã lập chuyên án 179X, bắt 7 đối tượng liên quan đến vụ án, thu giữ 12 điện thoại di động, 5 dàn máy tính và nhiều SIM, thẻ tài khoản ngân hàng, 10 con dấu giả có liên quan đến công ty xổ số Kiến Thiết Miền Bắc, công ty xổ số Ba Miền và các thiết bị điện tử khác.